Tôi nhắc mọi người một câu chuyện là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ đến cái chuyện là khi chúng ta làm nghiên cứu ấy, thì số liệu của chúng ta là tối quan trọng. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải làm sao để backup được thông tin, chúng ta phải lưu trữ được thông tin của chúng ta. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây, rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Đấy, thì muốn lưu trữ được thông tin của chúng ta thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là cách vật lý, tức là chúng ta sẽ mua các cái USB hoặc là mua các cái ổ cứng cắm ngoài để chúng ta lưu, thường xuyên chúng ta lưu, ví dụ như là một tuần mình lưu một lần chẳng hạn, hoặc là 2-3 ngày lưu một lần chẳng hạn, để trong trường hợp mà chúng ta bị mất máy tính hỏng hoặc là bị cướp giật mất, rất nhiều bạn bị cướp giật mất đúng không? Đấy thì chúng ta vẫn còn có thông tin. Thế cách đấy là cách vật lý. Còn cách thứ hai nữa là chúng ta dùng cái hệ thống gọi là đám mây cloud ấy của Google. Google thì nó có gọi là Google Drive. Thế còn lại cái hệ thống của Microsoft ấy thì nó có OneDrive. Thì chúng ta mua cái đấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt nó và nó sẽ kết nối một cái folder ở trên máy tính của chúng ta với lại cái tài khoản đám mây đấy. Thì mỗi khi mình làm việc thì nó sẽ tự động nó đồng bộ với nhau, và kể cả cái việc là chúng ta đang tự nhiên bị máy tính hỏng hoặc là bị trộm cướp chẳng hạn thì chúng ta vẫn còn thông tin ở trên máy tính đúng không? Mất máy tính thì mình có thể mua lại được, nhưng mà mất số liệu thì là chúng ta sẽ ngồi khóc đấy. Và có một cái thứ ba nữa là cũng muốn chia sẻ với anh em là thực ra những cái này thì nó là dựa vào cái thực tế thôi. Đấy, thực tế chính bản thân tôi và thực tế của những cái học viên của tôi khi mà các bạn ấy gặp phải. Đó là liên quan đến cái việc là đặc biệt là anh em dùng máy tính Win thì chúng ta có một cái nguy cơ là bị nhiễm virus rất là nhiều. Thì khi chúng ta bị nhiễm virus ấy thì chúng ta không biết cách đúng không? Không biết cách phòng chống cái chuyện nhiễm virus đấy thì dữ liệu của chúng ta bị mất, mà ngoài ra những cái thông tin cá nhân rồi thì các thứ mà liên quan đến tài khoản các thứ tài chính đúng không? Tiền nong không cẩn thận nó sẽ bị mất. Thế thì để làm được cái việc này thì chúng ta sẽ cần phải làm hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải mua một cái phần mềm, diệt virus. Thế mọi người lưu ý này, một số anh em lại còn tiết kiệm tiền vậy đi gọi là mua cái phần mềm crack, phần mềm diệt virus lại crack nữa, thì cái thằng đã crack rồi thì làm sao nó diệt được virus? Thế nên là chúng ta cần phải mua cái phần mềm có bản quyền nhé. Ví dụ như ở trong nước của mình thì có cái phần mềm BKAV, thì còn ở quốc tế chẳng hạn thì có cái phần mềm gọi là Kaspersky. Đấy, cái phần mềm đấy tương đối phổ biến mà dùng tương đối ổn. Hiện nay tôi đang dùng cái đấy thì cũng tương đối tốt. Đây này, cái Kaspersky nó chính là cái này này, để cho mọi người xem. Đây tôi mua cái này nhá. Đấy, anh em nào mà có điều kiện, cái này rất rẻ, mỗi năm khoảng 200-300 rồi đấy, 200-300 rồi đấy, mua 2 năm thì 500 đấy, kiểu đấy. Đấy, và cái thứ hai nữa là gì? Khi mà anh em có lưu ý, lưu tâm một chút nữa là gì? Khi mà chúng ta đã có phần mềm bảo vệ rồi, nhưng mà cái hệ thống của chúng ta, ví dụ như là Win của chúng ta này, Word của chúng ta này, rồi thì các phần mềm khác, mà chúng ta cũng dùng các phần mềm crack, đấy, dùng các phần mềm crack, thì chúng ta hình dung ra là gì? Đã crack rồi thì cái thằng mà nó đã phá ra cái đấy rồi, thì kiểu gì nó cũng cài một cái gì đó ở trong cái phần mềm đấy để nó theo dõi mình. Thế nên là một số bạn bảo là không hiểu sao em dùng rất là an toàn, không có vấn đề gì cả, nhưng mà mình lại vẫn mất thông tin, mất password, bị hack Facebook rồi thì hack Zalo các kiểu. Thế thì nguyên nhân nó như vậy, tức là nó đã cắm một cái gì đó rồi, và khi chúng ta kết nối vào mạng internet thì cái con virus đấy nó tự động nó mở cửa sau, nó gọi là backdoor đấy, mở cửa sau nó chui vào trong máy tính của chúng ta, và nó làm cái gì đó thì chúng ta không biết được. Đấy, thì nhớ nhá, thì tóm lại là chúng ta sẽ cần phải có thứ nhất là gì, là cần phải lưu trữ này. Đấy, kết nối nếu mà được thì là lưu trữ đám mây này, mua phần mềm diệt virus này, và cái thứ ba nữa là gì, là cố gắng nếu mà đầu tư được nên mua các cái phần mềm có bản quyền. Đấy, cái căn bản nhất, cái quan trọng nhất cần phải mua đó là gì, cái phần mềm Win, tức là cái hệ điều hành Win ấy. Đấy, còn các bạn mà dùng máy tính Mac thì không cần phải quan tâm nhiều về máy tính Mac thì gần như là không có virus. Đấy, còn dùng máy Win thì cố gắng mua phần mềm bản quyền Win, bây giờ nó cũng rất là rẻ. Rồi thì các phần mềm khác nữa, ví dụ như Word, rồi thì một số các phần mềm mà chúng ta thường sử dụng ấy, thì nên mua các phần mềm có bản quyền. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.